Sóc Trăng. Ảnh là tiến sĩ về môi trường, ảnh học ở bên Nhật và ảnh đang hỗ trợ cho bao nhiêu Việt Nam cái mảng gọi là đi kiếm nhà đầu tư này kia vậy đó. Tại vì cái chuyện này là không phải là chuyện một mình ai đó mà phải là cả một cộng đồng. Rồi có một anh lớn hơn nữa, ảnh sinh ngày 15 tháng 12 1966 là bao nhiêu tuổi ta? Thì hồi lúc đó có đi khảo sát với mấy cô đó, đi khảo sát, họ phỏng vấn, hỏi muốn cái gì đó thì muốn
ảnh hưởng nên là tôi thấy là ở đây quan trọng là cái tư duy của mình á, cái cách suy nghĩ đó, chứ không phải là quan trọng là cái điều kiện mình có đủ phú rồi, chỉ là mình muốn hay không muốn thôi. Hả? Trước đi. chỉ là mình muốn không muốn thôi, cho nên là ở đây khi mà 2017 thì anh Nguyễn có đưa dự án về Đông Mỹ, thì Hoa có ở lại đây và bắt đầu với công việc của Abarina, nhưng mà không biết là ở trong cái nhóm của mình có biết cái chữ Abarina nghĩa là gì không anh? Chưa nghe. Gặp sơ qua là nó cha công ty này cái là coi như là nước ngoài đó, nhưng mà thực tế là anh ta Việt Nam, Việt Nam trà sữa, Việt Nam uống. Tại đâu nữa? Nhiều người tưởng đây là một tập đoàn lớn mà hy vọng trong tương lai mình cũng sẽ làm. Không chạy đó. Kêu mình Việt Nam là anh đi chợ uống sữa thôi. Đó là cái đầu tiên, cái tên nó như vậy. Ví dụ như có ai một đoàn khách tham quan xuống họ sẽ hỏi mấy chị ơi. Là Abarina nghĩa là gì? Anh đi đâu tiêu thấy nó gần vậy sẽ trễ giờ học chiều. Chừng có gian gì? Chừng có gian gì bán? Có là để cặp đó về là ăn. Ngồi đi chứ mà đừng quá là ăn con lớn mà chú ơi. Đầu tiên là cái tên, sau đó là lý do mà Abarina có ở đây là vì cái điều kiện tự nhiên nó quá trù phú, mình có khả năng làm giàu được, tại sao mình không làm giàu trên đất quê? Cái quê hương của mình. Và cái thứ hai nữa là những cái dự án người ta đi á, người ta không để lại gì hết, ta thấy không, dự án đi xong là đâu có còn cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà rồi vậy cái người địa phương khi có một cái dự án, một cái nguồn điện tới thì mới có cái sức sống, mới có thu nhập, vậy thì rất là tiếc, đi thì không còn gì. Cho nên ở đây Abarina muốn có một cái gọi là một cái nền tảng kiếm ra tiền cho chính những người làm ở đây, không phải phụ thuộc vào người khác, không có cái nguồn nào đó mình vẫn kiếm ra tiền được bằng cách mình sản xuất, bằng cách mình kết nối, mình chia sẻ cho cái công việc đó tạo ra tiền cho mình. Ví dụ như Abarina từ 2017 tự kiếm ra tiền được bằng cái nông nghiệp cộng đồng, không phải đi xin tiền ở nơi khác, mặc dù mấy ông thầy có tới hỗ trợ đó, nhưng mà phần nào đó thôi, chứ không phải là người chính vẫn là các bạn này tạo ra tiền cho cái doanh nghiệp đó để nuôi sống cái bộ máy và hỗ trợ cho cộng đồng. Thì cũng giống như các cô tình nguyện viên ở đây, những cô tình nguyện viên nói vai trò là tình nguyện viên, nhưng mình cũng sẽ tự tạo ra tiền được lúc mình tham gia những mô hình, cũng giống như các bạn này. Các bạn là nhân viên Abarina, các bạn làm công việc với Abarina và bạn cũng kiếm ra tiền từ cái việc đó. Cho nên là có những cái lý do đó mà mình thấy ở đây tình nguyện viên mình có sẵn rồi. Những con người đã làm việc với nhau từ 2011 tới nay là tới 8-9 năm rồi, đã hiểu biết lẫn nhau và mình đã sẵn sàng. Như cô Lệ rất là muốn có một cái người kỹ sư hỗ trợ tại vườn để cô làm những vườn tốt hơn. Cô chị Hoa, chị cô Út, ai cũng rất là muốn điều đó, vì mình chưa có hình dung là mình sẽ phải làm như thế nào. Cho nên là ngày hôm nay mình ra mắt để có cái cớ để những cái tháng tiếp theo mình hành động, và khi hành động mình sẽ tạo ra kết quả. Những kết quả đó là những cái kết quả mà mình có thể đi chia sẻ với người khác, đi với cái huyện khác, cái xã khác, vì mình làm thực tế mà, mình làm từ cái giường của mình mà, mình làm
địa phương của mình, và ai tới mình cũng có thể nói được, mình đi tới ai mình cũng có thể nói được. Mình là cái vai trò là cái người đầu cầu kết nối, mình làm cái chuyện của mình và mình nói ra người khác làm để thay đổi. Hiện nay nông nghiệp của Việt Nam mình rất là bế tắc, người ta cứ được mùa lại mất giá, đúng không? Đến được giá thì không có cái gì đó bán, không có nó bán. Rồi chưa kể rất là nhiều thứ khác nữa, thiên tai dịch họa ngày càng nhiều, phong giả rất là nhiều rủi ro. Tính đi tính lại, làm sao một vụ thì không có lời, hoặc là lời cái vụ này đi lụt vụ sau chắc ăn là không còn lời nữa, bào mòn đất đai chất lượng hết rồi. Cho nên cái việc mà mình phải nâng niu cái giá trị đất đai, cái công sức của mình tự mình xoay sở chứ không nhờ vào cái người khác được. Và may là trong cái hệ thống của Avina đã có một cái khách hàng, những cái cửa hàng nông sản sạch ở Sài Gòn, những cái cửa nhà hàng thực dưỡng, các cái nhà hàng chay, những cái người mà họ muốn xuất khẩu cái nông sản chất lượng cao, họ tới họ muốn hợp tác với những người như vậy như mình. Thì cho nên là đây là cơ hội để mình vừa làm ăn kinh tế mà mình vừa có thể chia sẻ lại cho người khác. Nên đó đấy là cái lý do mà muốn làm ở Trường Long Tây một cái điểm như vậy. Sau đó tới Trường Long A, rồi tới Nhân Nghệ A, tới Nghệ An, những cái nơi mà Thoa đã từng làm việc, những con người đã từng làm việc và gặp gỡ những người mà họ đã có trong lòng cái ý muốn đó, chứ không phải là bất cứ kỳ ai cũng vô cái mô hình mình được. Khi mà các cô các chị làm, mình làm rồi đó, mình đã trải qua rồi đó, mà ai ở xung quanh họ quan tâm thì mình sẽ chỉ, còn ai không quan tâm, không có hỏi han gì thì mình cứ cái chuyện mình làm ha. Đây là trên tinh thần người ta cần tới mình chỉ, mình sẽ không tự dưng tới chỉ của ai, không biết không ép buộc ai hết. Ngay cả trong nhóm này ai muốn tham gia Yamabina thì sẽ tham gia, không ép buộc ai. Và những ưu tiên những người có những cái miếng đất nhỏ nhỏ thôi, không còn nhiều, nhưng và có ba cái hoạt động mình cùng làm với nhau: một là giáo dục cộng đồng, hai là nông sản, các loại nông sản gì nè, và ba là du lịch. Có thể là mình không có đất á, nhưng mà mình có cái tiếng nói, mình có cái cách dẫn dắt chia sẻ thì mình vẫn có thể kiếm tiền được, bằng cách là mình dẫn khách đi có những cái vùng khác và mình chia sẻ với người khác cách làm của mình. Đâu nhất thiết phải đi trồng cây mới tạo ra tiền, đúng không? Và du lịch cũng là một cái hướng mà sẽ ở châu thành A, ở Hậu Giang sẽ rất là được đẩy lên, nên cái việc mình đi trước như vậy cũng là một cơ hội để mình đóng góp cho địa phương mình. Mình có một cái mô hình để mà mình có thể giúp đỡ cho những cái người xung quanh muốn phát triển du lịch thì họ không biết làm sao. Mình đi trước để mình học hỏi và mình chia sẻ lại. Và cách làm của mình ở đây là những người tình nguyện viên làm, tự làm với cái diện tích nhỏ của mình, sau đó chia sẻ học hỏi qua những cái nhóm. Cái lâu tháng, 2 tháng mình sẽ ngồi lại mình chia sẻ, hoặc là mình tới từng cái điểm của gia đình đó, mình học tại cái gia đình luôn đó luôn, từ cái thành viên của mình. Hoặc là có đoàn, có ông thầy ở Đại học Cần Thơ, ông thầy nào tới thì mình cũng mời vào để mình cùng nhau học, nâng cao năng lực. Sau đó thì mình làm thử. Rồi ai tới thì mình, nếu cái nhóm một số người nông dân bên cạnh mình á, họ thấy mình làm tốt rồi đó, khoảng 5-7 hộ đó, mà họ đề xuất là bây giờ muốn làm một cái nhóm như vậy ở cái ấp đó, thì khoảng 3-5 hộ thì mấy cô có thể là đề xuất lên để mình đầu mình làm cái nhóm nhỏ đó. Không nhất thiết phải nhiều, không nhất thiết nhiều, chỉ còn 3-5 hộ là có một cái nhóm gọi là nhóm sản xuất sạch rồi. Không không nhiều, quan trọng là cái người đó có cái tâm cũng giống như mình. Thì đây là những cái ngày đầu tiên mình nói chuyện với nhau thôi, để mà làm việc được với nhau á, nó còn rất là nhiều cái buổi nữa, mà buổi này là buổi trực tiếp tại vườn để hiểu cái cây cối, hiểu cái cách, cái phương pháp mình đã thay đổi, cần cái gì thay đổi từ từ, chứ không phải là một ngày một bữa là nó ra kết quả. Cho nên là ở đây mấy cô mấy chú cứ an tâm, mình đi từng bước. Hôm nay mới là cái ngày ra mắt thôi, mình còn cái công việc mình nó nhiều lắm, mà mỗi tháng sẽ có chủ đề. Bạn Trân ở đây sẽ thay Khoa, sẽ alo liên tục, Đặng Sơn sẽ với các thành viên khác sẽ đi xuống cộng đồng liên tục. Để làm chi? Để làm sao mà trong 3 đến 6 tháng sau cái sản phẩm của Trường Long Tây có thể đi lên Sài Gòn được, có thể đi ra Huế được, Đà Nẵng được. Ở đó người ta thấy được
ở trường Lâm Tây có sản phẩm chưa gấp đó, đó của trường Lâm Tây đó. Mình lên Sài Gòn, mấy cô có lên Sài Gòn đi chơi, chú Điền có lên Sài Gòn đi chơi, alo chú có lên Sài Gòn nè, con thấy cái cửa hàng nào đang trưng bày hàng của chú. Ôi à. Cô chú ơi, cửa hàng ở đó giữ với lại chú con. Dán cái tem này kia. Đó là cái niềm vinh dự không chỉ của riêng chú mà là cả Hậu Giang luôn. Tại vì không phải dễ gì đưa hàng vô cái chuỗi sản phẩm sạch ở đâu. Rất là uy tín mới vô được. Mình cũng nhờ mấy người thầy hướng dẫn này kia mới làm được chứ không phải tự nhiên mình làm được. Đây là những cái đôi điều mà Thoa nhắn gửi mọi người để hy vọng rằng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Xin cảm ơn.